siêu bão yagi đang tiến gần và cảm giác hồi hộp lận lo lắng đang bao trùm mọi người đầu tiên trước khi bão đèn việc chuẩn bị là cực kỳ quan trọng hãy kiểm tra lại nguồn thực phẩm dự trữ nước uống thuốc men và các vật dụng cần thiết đừng quên xác đầy pin cho điện thoại và các thiết bị điện tử vì có thể bạn sẽ cần liên lạc với người thân trong những ngày bão tối nếu bạn sống ở vùng dễ bị ngập lụt hãy tìm hiểu về nơi trú ẩn an toàn đừng chờ đợi đến phút cuối mới bắt đầu chuẩn bị hãy hành động ngay từ bây giờ khi bão đen, hãy ở trong nhà, tránh xa cửa sổ và các khu vực dễ bị gió mạnh. Nghe theo thông tin từ các cơ quan chức năng, đừng tự ý ra ngoài để xem tình hình. An toàn là trên hết. Nếu có thể, hãy chuẩn bị một nơi trú ẩn trong nhà, như một phòng không có cửa sổ, để bảo vệ bản thân khỏi những mảnh vỡ có thể bay vào. Sau bão, tình hình có thể rất khó khăn, hãy kiểm tra tình hình xung quanh trước khi ra ngoài, tránh xa các dây điện đồ. Nếu bạn thấy ai đó cần giúp đỡ, hãy sẵn sàng hỗ trợ. Đừng quên báo cáo tình hình với chính quyền địa phương để họ có thể có biện pháp ứng phó kịp thời. Hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này, bởi sức mạnh của cộng đồng chính là chìa khóa để chúng ta đứng vững trước thiên tai. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua siêu bão Yagi.